Rồi xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương ha. Rồi thì hôm nay là ngày 20 tháng 8 thì nhà em sẽ thanh lý một số cái dòng điện thoại cũ nha anh chị. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào hài lòng ấy, thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796 và số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Thì em cùng nhắc lại cái hình thức bán hàng bên em ha. Nếu mà anh chị mua hàng bên em thì vui lòng cọc trước cho em từ 50 đến 100 ngàn nha anh chị. Cái số tiền cọc này sẽ được trừ trực tiếp vào tiền hàng luôn ha. Và khi mà shipper giao hàng cho anh chị thì anh chị được quyền mở hộp ra kiểm tra hàng, test máy trước khi thanh toán nha anh chị. Và chế độ bảo hành thì bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần, nếu lỗi làm gì thì đổi trả 1-1 nha anh chị. Còn về bảo hành về phần mềm thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng. Đó là trách nhiệm của bên em ha. Rồi thì con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là mấy cái con dòng thấp trước nha anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu dòng từ thấp lên cao ha. Con đầu tiên là một con dòng Samsung. Đây là Samsung J500 nha anh chị. Con này có màu vàng đồng, ngoại hình của nó còn đẹp nha anh chị. Trên 90% ha. Nói chung 90-92% nha anh chị. Anh chị mua cái này về chủ yếu là đỡ nghe gọi, xem YouTube, vô Zalo thôi ha. Nói chung thì mua về xài làm máy phụ nha anh chị. Con này màn hình của nó là 5 inch ha. Đây, nhìn hình thức của nó còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Màn hình AMOLED, màn hình rất là trắng sáng luôn nè. Đây ha, tên thiết bị là Galaxy J5. Con này thì cấu hình RAM 1, bộ nhớ là 8GB thôi nha anh chị. Cho nên là mua về chủ yếu là xài làm máy phụ thôi. Giá bán cho anh chị là giá 450.000 nha. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ạ. Xài 2 SIM nha anh chị. Con này mình xài được 2 SIM mà không có hỗ trợ SIM 4G ha. Đây, cam trước cam sau ok nè. Rồi giá bán cho anh chị là giá 450.000 ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo. Ở này là Oppo Neo 9 nha anh chị. Oppo Neo 9 hay còn gọi là Oppo A37 ha. Con này cái hình thức của nó, vỏ sale của nó có hơi nhăm nhẹ nha anh chị. Vỏ sale hơi nhăm nhẹ nè. Màn hình cũng 5 chấm thôi nha anh chị. Con này màn hình nhỏ 5 chấm. Rồi em chuyển sang tiếng Việt cho anh chị dễ nhìn ha. Rồi thì con này anh chị cũng mua về xài chủ yếu là làm máy phụ ha, Zalo, YouTube, nghe gọi thôi. Oppo A37 này, con này thì bản RAM 2, bộ nhớ 16GB nha anh chị. Xài 2 SIM, con này có hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Giá bán cho anh chị là giá 600.000 ha. Oppo Oppo Neo 9 nha anh chị, hay còn gọi là Oppo A37. Giá 600.000 ha, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ạ. Thôi con này em để lại giá cho anh chị giá 500.000 luôn ha. Oppo Neo 9 giá 500.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung. Đây là Samsung A7 đời 2015 nha anh chị. Con này cái ngoại hình của nó cũng hơi xấu nè ha. Vỏ này, vỏ viền hơi xấu nhăm này nha anh chị. Màn hình Super AMOLED. Rồi sắp hết pin nha anh chị. Đây ha, màn hình của nó là hơi màn zin nha anh chị. Nói chung máy này zin hết ha. Màn của nó hơi hơi ám nhẹ nha anh chị. Cài đặt đây ha. Màn hơi ám nhẹ. Thông tin thiết bị này. Galaxy A7, con này đời 2015. Xài 2 SIM nha anh chị, con này cũng không có hỗ trợ SIM 4G ha. Đó, cam trước cam sau đều ok. Con này màn hình của nó thì 5.5 inch nha anh chị. Giá bán của Samsung A7 là giá 800.000 ha. Giá 800.000 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Samsung nữa ha. Đây là Samsung J4 cộng mà, hay còn gọi là Samsung J4 Plus màu đen nha anh chị. Ngoại hình của nó còn tương đối, còn khoảng 93-94% ha. Màn hình 6 chấm ạ.
Con này chưa reset máy nha anh chị, chưa reset máy. Anh chị mua thì em sẽ reset cho anh chị hết tất cả luôn ha. Galaxy J4 cộng này, con này phiên bản Android 9 chấm nha anh chị. Cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ 16GB ha. Và con này mình xài được hai sim, có hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Giá bán cho anh chị là giá 1,3 triệu ha. Samsung J4 cộng giá 1,3 triệu. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cưng lực và sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Samsung J7 Prime nha anh chị. Đây ha, con này có màu vàng gold nha anh chị. Ngoại hình con này cũng có hơi xước nhâm nè. Mặt sau hơi xước nhâm nha anh chị. Còn mặt tính trước thì còn ok ha. Con này màn hình 5.5 inch. Tên thiết bị là Galaxy J7 Prime nha anh chị. Con này cấu hình của nó thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB ạ. Pin thì 3300 nha anh chị. Xài được hai sim, có hỗ trợ sim 4G. Mọi chức năng được full ok hết ha. Giá bán cho anh chị là giá 1,2 triệu ha. Samsung J7 Prime giá 1,2 triệu. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cưng lực và sạc cho anh chị nha. Cam trước cam sau tương đối ok nha anh chị. Rồi giá 1,2 triệu cho anh chị ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con, em còn hai con dòng Oppo F7. Oppo F7 một con thì màu xanh bạc và một con thì màu đen nha anh chị. Ngoại hình của nó còn tầm khoảng 95% ha, máy còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Màn hình tay thỏ 6.2 inch. Đây ha, Oppo F7, cấu hình của nó thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Con này phiên bản Android 10 chấm ha. Xài hai sim, có hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ, máy còn ok lắm luôn nha. Giá bán cho anh chị là giá 1,850 triệu ạ. Em có hai màu, màu xanh bạc và màu màu đen ha. Đây, cam của nó ok nè. Con này là màu đen nha anh chị, full chức năng hết ha. Đó, cam trước cam sau rất là nét nha. Giá 1,850 triệu ạ. Rồi tiếp theo là em còn một con dòng Samsung. Này là Samsung A02 nha anh chị, màu đỏ. Con này được cái thì màn hình của nó to ha, màn hình 6.5 inch và pin của nó trâu khỏe nha anh chị, pin tới 5000 lần. Đây, màn hiển thị rất là sáng nha anh chị. Galaxy A02. Con này phiên bản Android 10 chấm ạ, cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB ha, xài hai sim, có hỗ trợ sim 4G. Mua và xài Zalo, Facebook, TikTok cho bé học online gì đó khá là ok ha, pin trâu. Đó. Rồi, chốt con này A02 giá bán cho anh chị là 1,8 triệu ha, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo thì em có một con dòng Samsung A02s này, con này màu đen nha anh chị. Ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95-96% ha, màn hình to 6.5 inch. Galaxy A02s ha. Phiên bản Android là 11 chấm ạ. Cấu hình con này thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Và pin của nó cũng là 5000 ha. Xài 2 sim, có hỗ trợ sim 4G. Giá bán cho anh chị là giá 2 triệu chẳng thôi ha. Samsung A02s giá 2 triệu chẳng. Đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn. Cam này, cam trước cam sau ok nha anh chị. Con này pin pin hơi yếu rồi. Đây, mở sáng lên nha anh chị. Đó, cam của nó này rất là đẹp luôn nha. Rồi giá bán của Samsung A02s là giá 2 triệu chẵn nha anh chị. Rồi tiếp theo là một con dòng Redmi nha anh chị. Đây là Redmi Note, đây là Redmi 7 nha anh chị, Redmi 7 ha. Đây ha, tên thiết bị là Redmi 7 nha anh chị. Con này thì cấu hình của nó RAM 3, bộ nhớ là 32GB ha, và pin của nó là 4000 nha anh chị. Xài hai sim, có hỗ trợ sim 4G, và con này nó chạy chip Snap là 626 nha anh chị. Giá bán cho anh chị là giá 1,5 triệu luôn ha. Giá 1,5 triệu, vân tay còn đầy đủ hết ha. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cưng lực và sạc ạ. Đây nha anh chị, Redmi 7 giá 1,5 triệu ạ. Rồi tiếp theo nữa là còn một con dòng Oppo A7 nè.
Oppo A7 màu vàng đồng nha anh chị. Con này ngoại hình của nó còn khoảng trên 95% ha. 96-97% còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Màn hình 6.2 inch. Oppo A7 đây ha, phiên bản Android 8.1, RAM 4, bộ nhớ 64GB và con này pin của nó tương đối trâu nha anh chị. Pin 4230 ha, xài 2 SIM, vân tay còn đầy đủ nè. Giá bán cho anh chị giá 1.850.000 ha. Tặng kèm cho anh chị đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán thân lực và sạc cho anh chị nè. Cảm ứng ok nè. Rồi tiếp theo thì em còn hai con dòng Oppo F9. Một con là màu đỏ và một con thì màu xanh đen nha anh chị. Đây, hai con ngoại hình của nó cũng còn đẹp luôn lắm luôn ha. Khoảng 95-96%. Màn hình 6.3 inch ạ. Đây ha, Oppo F9 nha anh chị, phiên bản Android 10 chấm, cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB ha. Mình xài được 2 SIM, có hỗ trợ SIM 4G, máy đẹp nha anh chị. Ở giá mỗi con là 2 triệu chẳng ha. Đó, cam trước cam sau đều rất là ok nha. Giá Oppo F9 2 triệu chẳng ạ. À. Rồi tiếp theo là em còn con dòng Vivo. Đây là Vivo Y19 nha anh chị, màu đen. Con này ngoại hình của nó cũng còn tương đối ổn ha. Nói chung tầm khoảng 93-94% nha anh chị. Màn hình to, màn hình 6.5 inch ạ. À. Vivo 1915 hay còn gọi là Vivo Y19 ha, phiên bản Android 11 chấm, RAM 6, bộ nhớ 128GB và con này pin của nó tới 5000 nha anh chị, pin khá là trâu ha, vân tay còn đầy đủ nè. Giá bán cho anh chị là giá 2.6 triệu nha anh chị, Vivo Y19 giá 2.6 triệu ạ. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán thân lực và bộ sạc cho anh chị ạ. Đó, mua mấy con này xài, mua về Zalo, Facebook, YouTube cho game này nọ ok lắm luôn nha anh chị, Vivo Y19. Rồi tiếp theo là em có một con dòng Samsung A10s. Con này màu đen nha anh chị, ngoại hình của nó tầm khoảng 94-95%, nói chung thì ngoại hình còn đẹp tương đối. Màn hình to 6.2 inch, màn hình giọt nước ha. Galaxy A10s nè, con này phiên bản Android là 11 chấm, cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ là 32GB ha, pin của nó là 4000 nha anh chị. Có vân tay đầy đủ nè, xài 2 SIM, có hỗ trợ SIM 4G. Giá bán cho anh chị là giá 1.6 triệu. Samsung A10s giá 1.6 triệu nha anh chị, đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn. Rồi tiếp theo là em có một con dòng Vivo. Này là Vivo Y95 nha anh chị, màu xanh đen ha, ở dưới thì màu xanh, ở trên thì màu đen nha anh chị. Con này ngoại hình của nó cực kỳ đẹp luôn ha, khoảng 97-98% luôn á, máy rất là mới luôn nha anh chị, màn hình 6.2 inch. Đây, màn hình của nó sáng đẹp luôn nha. Giới thiệu điện thoại này, Vivo 1807 hay còn gọi là Vivo Y95 ha. Phiên bản Android là 8.1 nha anh chị. Con này thì cấu hình RAM 3, bộ nhớ là 32GB và nó chạy chip Snap là 439 nha anh chị. Mua về xài Zalo, Facebook, TikTok hoặc online thì khá là ok ha. Con này pin của nó là 4030. Vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Máy đẹp. Rồi giá bán của Vivo Y19 là giá 1.450.000 nha anh chị. Đây, cam của nó nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Cam trước. Xài 2 SIM, có hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Giá chỉ có 1.450.000 thôi ha, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh chị, ốp lưng, dán thân lực và bộ sạc cho anh chị ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo. Đây là Oppo A15 nha anh chị. Con này có màu xanh đen nè. Ngoại hình của nó cực kỳ đẹp luôn ha, không xước xát gì hết nha anh chị, mặt trước mặt sau không xước gì hết. Oppo A15 ha. Con này cấu hình của nó thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị, phiên bản Android 10 chấm
và pin của nó là 4230 ha, màn hiển thị đẹp nha anh chị, rất là sáng luôn nè. Băng tay còn đầy đủ hết ha. Giá bán cho anh chị là giá 2,1 triệu nha anh chị. Oppo A15 giá 2,1 triệu, tặng kèm cho anh chị đầy đủ phụ kiện ha. Cam trước cam sau đều ok, rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo là em có một con dòng Realme. Đây là Realme 5 nha anh chị, con này có màu tím nè. Màu hình của nó cực kỳ đẹp luôn, không xuất sắc gì hết nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch. Realme 5 này ha, phiên bản Android 10 chấm. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Và con này nó chạy chip Snap là 665 ha. Mua về xài chơi game Liên Quân FIFA này nè, ok nha anh chị. Giá bán cho anh chị là giá 2 triệu chẵn ha. Realme 5 giá 2 triệu chẵn. Đầy đủ phụ kiện cho anh chị ạ. Rồi tiếp theo nữa là em có hai con dòng Huawei Nova 3i. Một con thì màu xanh, xanh dương nha anh chị, và một con thì màu đen ha. Ngoại hình của nó thì khác nhau nha anh chị, em sẽ giới thiệu con màu đen trước ha. Con màu đen này thì cái ngoại hình của nó, cái viền của nó nè nha anh chị, nó có nhâm nè, đây nhâm đi ha. Viền có hơi nhâm nha anh chị, còn mặt trước mặt sau thì ok. Con này màn hình của nó thì 6.3 inch ạ, màn hình tay thỏ. Huawei Nova 3i đi ha, phiên bản Android 9 chấm. Cấu hình con này thì RAM 4, bộ nhớ là 128GB nha anh chị, và nó chạy chip Ryzen là 710 ha. Chơi game này là ok nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ nè. Con này thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 1,7 triệu ha. Huawei Nova 3i giá 1,7 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lưng dán cường lực và sạc cho anh chị ha. RAM 4, bộ nhớ 128GB ạ. Xài hai SIM, có hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Đây cam trước cam sau ok. Rồi còn cái con mà màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương thì ngoại hình của nó còn khoảng tầm 95% á, nói chung con này thì còn đẹp nha anh chị. Huawei Nova 3i đây ha, phiên bản Android 9 chấm. RAM 4, bộ nhớ cũng 128GB nha anh chị, cũng xài hai SIM và cũng hỗ trợ SIM 4G nha. Con này thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 1,8 triệu ạ. Con màu xanh dương là giá 1,8 triệu nha anh chị, cũng đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là em có một con dòng Samsung A03s ạ. Con này màu xanh dương nha anh chị, và hình thức của nó đẹp ken luôn ha, đẹp ken không trầy xước gì hết nha anh chị. Màn hình to, màn hình 6.5 inch. Galaxy A03s này, con này phiên bản Android là 11 chấm. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB và pin của nó là 5000 nha anh chị. Con này có sử dụng vân tay ha, vân tay bên hông đầy đủ nha anh chị. Có hỗ trợ sạc nhanh, sạc tay C. Giá bán cho anh chị là giá 2,2 triệu ha. Giá 2,2 triệu, tặng kèm cho anh chị đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Samsung A7. Ở này là Samsung A7 đời 2018 nha anh chị. Con này màu xanh dương ha, ngoại hình của nó tầm khoảng 92% nha anh chị. Nói chung thì nó cũng có hơi nhâm, viền có hơi nhâm nhẹ ha. Tầm khoảng 90 nha anh chị. Đây ha. Ở Galaxy A7 đời 2018 này, con này phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. Cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB ha. Pin con này thì 3300 ạ. Mình xài được hai SIM mà có hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Mọi chức năng đều full ok hết ha. Cam nè. Đó, cam trước cam sau ok nha anh chị. Giá bán cho anh chị là giá 1,6 triệu thôi ha. Giá 1,6 triệu, Samsung A7 đời 2018, RAM 4, bộ nhớ 120, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Giá 1,6 triệu, đầy đủ phụ kiện cho anh chị ốp lưng dán cường lực và sạc ạ. Rồi cuối cùng là em còn một con dòng Vivo. Này là Vivo Y12 nha anh chị, màu tím than nè, màu tím than ha. Ngoại hình con này còn khoảng 95-96%, nói chung ngoại hình còn đẹp nha anh chị. Màn hình to 6.3 inch. Vivo 1904 hay còn gọi là Vivo Y12 ha, con này phiên bản Android 11 chấm.
RAM 3 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Và con này nó sở hữu pin 5000 ha, pin rất là trâu luôn. Xài 2 SIM và có hỗ trợ SIM 4G ạ. Vân tay còn đầy đủ nè. Giá bán của Vivo Y12 là giá 1.950.000 cho anh chị ha. Giá 1.950.000 tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán khuôn lục và sạc cho anh chị ạ. Rồi thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào hài lòng thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Và số điện thoại là 0879 182 796. Rồi em xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.